Dạ kính chào công tử. Trong tình cảnh này mà tiểu thơ còn gọi tôi là công tử, sao tôi nghe nó chua chát quá. Công tử còn giận em sao? Tôi đâu dám giận, mà làm sao tôi giận được. Trước tâm chân tình cao cả mà tiểu thơ đã dành tặng cho một kẻ đã xa cơ, đã trải thân luân lạc giữa phong trần trong cuộc đời giả cá bạc đen, dinh nhục đã quá nhiều. Tôi vẫn còn tiểu thơ là một khách tri âm, cư xử với tâm chân tình xó dịu niềm đắng cay. Là kẻ trắng tay nên tôi đành ôm phận, xin cứ nặng lời mẹ ơi. Em cúi mặt đời chờ, nhưng quốc hương của ai. Tiểu thơ ơi, tôi vẫn còn nặng nợ ân nghĩa tiểu thơ đắc tạ mấy cho vừa. Tôi muốn nói nhưng sao cứ nghẹn lời, biết bao giờ mới trả xong. Trần Lan ơi, em đâu dám học rồi với những trang nghĩa phụ ngày xưa, đã cắt tóc bán lấy tiền tiền chồng lai kinh ưng thi. Đây gói hành trang trang chứa một thân tình, và số bạc mòn em đã chất chiêu qua những tháng ngày nắng mưa tầng tao. Trọng trao tay ai ăn cần đưa tiền kẻ đáng trinh. Gửi gắm vào đây tâm sự của riêng mình, em đã dám vượt quê môn bên cầu dừng quang, là đã bước ra ngoài dòng lễ giáo thị phi. Ngày bàn hô đề tên làm rạng danh tông tổ, em không dám cùng ai vui đào thương tùy. Chỉ mong chàng nghĩ chút nghĩa thương trí, xin với cha em hãy nhẹ điều ân quán. Quỳnh Nga ơi, ta nghẹn ngào vì ý tình nàng tha thiết quá, biết nói gì đây khi mình vẫn cắt đôi tay. Trần Lan, đây chiếc áo bằng tơ tâm sự, đêm từng đêm em đã cố công mai dệt năm thầm. Đôi bóng đèn khuya mà nghe thương nhớ ngập tâm hồn, đêm từng ngày tháng lũng dần trong hiu quạnh.
thầm nguyện cầu cho ai lập được chút công danh. Danh hình dung bông mai chập chờn bên ánh lửa, có ro gom là thêm vào đủ sáng học kinh thi. Miệng đọc sách gian gian tay lia đập mùi, em gắn nhệt cho rồi chiếc áo hầu cho kịp bụi. Lòng như bóng nguyệt theo nghìn
dầm soi. Xin tạm biệt